lần đầu Hương chia sẻ là con đường Hương đã đi và đang đi rất là chông gai, rất là cực khổ. Tai của tôi chưa bao giờ gọi là bị chai sần. Ngày xưa tôi có người cả sức kem trước khi đi ngủ. Và khi tôi bước đi, cũng không phải là người ta muốn tôi đi, mà tôi là người chọn con đường đi. Và có người đã nói tôi rất là khùng, bỏ cả một lâu đài để chọn một cái gì nó rất là mơ hồ. Và đến bây giờ tai tôi cũng đã sần. Thì hỏi riêng tôi thì tôi nghĩ rằng, bởi vì cái quan niệm cá nhân của tôi mà thôi, mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này đều có một lần để sống. Người phụ nữ, người kiều nữ hay là người đại gia đều là những cá thể nên ghi dấu bản thân mình bằng một dấu chân rõ ràng, một cái chữ ký của mình trên một cái trang lịch sử của nhân loại, dù nhỏ nhưng có, còn hơn là bạn sống như một hạt cát.